Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Hôm nay ngày 22 tháng 10, các đại biểu nghe một số báo cáo quan trọng và tiến hành thảo luận, góp ý đối với dự thảo luật phòng chống mua bán người, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và nghe cơ quan soạn thảo trình bày về dự thảo luật dữ liệu. Chiều nay trình bày tờ trình về dự án luật dữ liệu, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo luật dữ liệu được Chính phủ xây dựng với 7 chương, 67 điều, quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị, quản lý dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu, quỹ phát triển dữ liệu, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, trung tâm dữ liệu quốc gia, sản phẩm dịch vụ về dữ liệu. Theo báo cáo thẩm tra, dự án luật dữ liệu là rất cần thiết. Hồ sơ dự án đầy đủ, báo cáo đánh giá tác động cơ bản, đánh giá rõ các chính sách được đề nghị xây dựng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Cũng trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Theo đó, dự thảo luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội xem xét gồm 8 chương và 65 điều, giảm một điều so với dự thảo luật trình Quốc hội. Thảo luận về dự án luật này, các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thêm quy định nghiêm cấm mua bán bảo thai người tại khoản 2 điều 3 dự thảo luật, đề nghị quy định trường hợp khẩn cấp gọi điện báo về việc mua bán người đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, bổ sung thêm quy định gắn với trách nhiệm Tổng đài 111 vào dự thảo luật. Trước đó, trong chương trình làm việc buổi sáng, kỳ họp đã nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, từ năm 2025 đến năm 2027. Tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo luật dược, sửa đổi bổ sung. Theo kế hoạch, ngày mai ngày 23 tháng 10, Quốc hội sẽ tiến hành họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi, tiến hành thảo luận về nội dung các luật này cùng một số nội dung quan trọng khác.